Mắm cá màu gà rất là ngon, rất là vừa ăn nhưng mà không có to giống như là quảng cáo Rồi cả nhà ơi, mắm cá màu gà của cô nhiều là không có to nha cả nhà Cô nhiều lựa cho mình những cái con cá màu gà tươi nó nhỏ nhỏ thôi, nó nhỏ hơn ngón tay út của em nữa Nó như thế này nè, rồi xong rồi mới lặt đầu lặt cổ sạch sẽ, chà dãy sạch sẽ rồi xong mới ủ thành mắm cho mình Và làm mắm cho mình ăn sống cho nên là lựa những cái con cực kỳ nhỏ để làm chứ không có lựa con to Đó cả nhà mình thấy nhiều khi em quảng cáo em quay cái camera nó hơi gần nó hơi cận thành ra là mình thấy cái con mắm nó hơi to nhưng mà so sánh với cái đầu đũa ăn đi cả nhà nó nhỏ hơn đầu đũa ăn nữa giúp cho mình là ăn sống là dễ dàng là thịt mềm xương mềm nè ăn không ngại miệng nè và cá màu gà ăn sống rất là ngon luôn cả nhà ăn với cá nướng cá chiên là thịt luộc rau sống cuốn bún cuốn rau nè chăn bún cuốn rau trộn cà pháo làm dưa cà ăn trái cây sồi non cốc non ăn với trái bần ăn với trái uh, vả ăn với uh, trái cà na tất cả các món ăn đều ăn được luôn cả nhà ơi rất là thuận tiện về chỉ cần mình gấp ga nặng chanh cái là ăn thôi nó vừa ăn cho mình luôn rồi không cần niêm niếm gì hết trơn cả nhà mình về gấp ga nặng thêm chanh nặng thêm tắc đó rồi mình bỏ thêm ớt nếu mà thích ăn cay bỏ thêm ớt là ăn thôi không có cần nấu nướng gì hết trơn rất là thuận tiện rất là tiện lợi muốn ăn là dùng ngay thôi cả nhà ơi ăn với tất cả các món ăn đều hợp ha thịt nó mềm xương nó mềm vị nó vừa ăn luôn rồi cả nhà mình chưa dùng thử thì mua ngay một ký mình dùng thử ha